ngoài đường á, ra đường chứ vô trong đây kia thì em nghe. Không có chìa khóa à? Đúng, 12 giờ chị không có chìa khóa. Cái bà giúp việc á, cái chị nhắn cho ông chủ mở cửa giùm con. Ủa, ở chung với chủ luôn hả? Chung với chủ, mình quen biết với thằng người quen. Cái kia mở cửa giùm con với cái cửa cúng hả, nó bấm cửa cúng kìa. Mà cái cửa đó cực ồn à, không có keo được, cũng không có chung luôn. Ý là bấm chung thì sợ 12 giờ rồi mình làm phiền á. Sợ mà cái số điện thoại thì không nhớ số điện thoại của bà giúp việc. Cái đang cái trùng cái lúc bây giờ đi xuống cầu thang bắt đầu nước uống. Hay hay kêu chị thấy cửa nhạc cái là tát má đi ngủ đó. Mà chị cũng lẫn mắt luôn, thì lẫn mắt là lấy số điện thoại bỏ nó số điện thoại bỏ nó nước liều với sao. Nhưng mà tại vì đi tập yoga gì thấy thay đổi. Thế là em chơi á hay sao? Thế là em chơi bà cái bữa chị đâu có nghe đúng không? Không có. Không có. Biết sao đi làm chưa? Không có. Chụp mì bà mà bà biến cho bà chữ rồi thôi. Đâu có đó đâu. Cho vay á. Tôi sướng tôi có tiền nha chứ chị. Ủa chứ điện thoại hết pin rồi sao biết mấy giờ sớm? Sao biết mấy giờ? Chị ý là nó điện thoại nó hết pin tét nguồn lấy gì nó biết giờ. Mũ đâu quay những cái đồng hồ ấy. Do có bữa nó đeo bữa nó không đeo. Mà ví dụ bình thường chị bị mất ngủ thì chị đồng hết nha. Không thì chị sẽ đi đâu đó hoặc là làm khi đó chứ chị không đi được, hoặc là chị đi bộ đi bộ nhà ai đó hoặc là đi bộ đâu đó chị không phải. Nè, nó mới thi nhà nghỉ khách sạn nó đâu có chứng minh đâu mỹ thi. Nhưng mình mẹ nó giữ mà. Bên đi học cho con.
để tóc mớ đó, mớ nguyên phun mớ luôn. Hầu ra như búp bê thiệt luôn. Hồi đó mình đi karaoke đó quá. Được hết có mấy còn chứ mình thấy đâu dưới đây có là thành ra làm được ra cớ mà không nói chẳng có luôn. Mơ hả? Không, em đâu bằng chi đó. Tính là bằng chi đó. Người lớn rủ hả? Ủa? Nhớ sao hồi nãy rủ kêu đi đi quỳnh, đi quỳnh không kêu đi. Trưa nó kìa.
Rồi có ông cụ đó chọc, đoàn chọc có cục ông lát, hồn hết cái hồn luôn. Đâm sao hơn nữa luôn. Nát luôn mà nát hồn. Về quê rồi có điểm đủ.